xuất hiện trên thị trường Việt Nam từ đầu những năm 90. Đến nay, sản phẩm cửa nhựa UPVC đã được tin dùng và có mặt ở hầu khắp các công trình trên cả nước, từ các dự án nhà ở, biệt thự, khách sạn đến căn hộ, chung cư cao cấp, tòa nhà văn phòng, v.v. Nắm bắt được xu hướng đó, công ty sản xuất nhựa Sơn Hải đã gia nhập thị trường đầy tiềm năng này với thương hiệu SH Window. Sản phẩm cửa nhựa UPVC của SH Window với thành profile và hệ phụ kiện được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài và được sản xuất trên dây chuyền tự động từ Cộng hòa Liên bang Đức và các nước châu Á với tính đồng bộ cao. Sản phẩm cửa nhựa SH Window được cấu thành từ các bộ phận về thanh profile UPVC sử dụng của các tập đoàn từ Cộng hòa Liên bang Đức cũng như các tập đoàn nổi tiếng châu Á. Về kính, với các loại kính với chất lượng cao gồm kính đơn, kính cường lực, kính an toàn, kính hộp hút chân không và các phụ kiện kim khí của các hãng nổi tiếng như GQ, GU, Wincow, Roto từ Cộng hòa Liên bang Đức. Các sản phẩm mang thương hiệu SH Window được sản xuất với dây chuyền khép kín, hiện đại cùng với đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, sáng tạo và tận tụy, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sản phẩm của người tiêu dùng. Hiện nay SH Window cung ứng ra thị trường các dòng sản phẩm như cửa sổ mở trượt, cửa đi mở trượt, cửa sổ mở quay, quay lật đa chiều, cửa đi mở quay, cửa đi xếp trượt nhiều cánh, cửa đi bốn cánh mở, vách ngăn, v.v. Ngoài những kiểu dáng thông thường, SH Window còn tạo ra nhiều mẫu mã đa dạng theo từng bản vẽ kiến trúc cũng như các yêu cầu khác biệt của quý khách hàng như cửa uốn vòm cong, cửa uốn vòm cong phức hợp, cửa uốn vòm trượt và nhiều kiểu mới, lạ. Qua đó, tạo được sự tín nhiệm của khách hàng qua nhiều tính năng ưu việt của sản phẩm, có độ ổn định cao, không cong vênh, co ngót, không bị biến dạng, thay đổi màu sắc hay bị oxy hóa, cách âm, cách nhiệt tốt, tính an toàn cao, khả năng chống cháy tốt, dễ hòa hợp trong kiến trúc, thân thiện với môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Là đơn vị xây dựng nên tôi đã sử dụng qua nhiều cái sản phẩm cửa nhựa. Tuy nhiên, với cửa nhựa SH Window thì sản phẩm đẹp, sắc nét, đa dạng về mẫu mã và giá thành hợp lý. Đặc biệt đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình và chuyên nghiệp. Với sự cam kết về chất lượng, các sản phẩm mang thương hiệu SH Window đã trở thành sự lựa chọn cho các dự án, công trình ở trong cũng như ngoài nước. Công trình bệnh viện Đắk Song tỉnh Đắk Nông, công trình biệt thự An Khánh quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng công ty Hoàng Phúc thành phố Cần Thơ, văn phòng công ty Ngọc Tùng tỉnh Long An, ngân hàng nhà nước tại Ninh Thuận, v.v. cùng nhiều dự án nhà phố, biệt thự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước. Với tốc độ đô thị hóa đang diễn ra ngày càng nhanh chóng ở nước ta, cùng với đó là các công trình, dự án dân dụng và công nghiệp được triển khai, thì nhu cầu về việc sử dụng các sản phẩm cửa nhựa UPVC theo đó cũng tăng lên. Và những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng kỹ thuật cũng như mỹ thuật của sản phẩm là yếu tố giúp cho SH Window đầu tư chuyên sâu hơn về nguồn nhân lực cũng như cải tiến, đổi mới công nghệ dây chuyền sản xuất. SH Window phục vụ nhiều đối tượng khách hàng từ công trình nhà dân dụng, nhà phố, biệt thự đến các công trình dự án và các công trình nhà cao tầng khác. Bên cạnh cái việc cải tiến và nâng cấp thiết bị, máy móc ngày càng hiện đại và đồng bộ, SH Window luôn quan tâm và không ngừng nâng cao cũng như huấn luyện cái đội ngũ nhân viên ngày càng chuyên nghiệp để từ đó tạo ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ hoàn hảo phục vụ các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Sản phẩm mang thương hiệu SH Window đã được giới thiệu trưng bày tại triển lãm Việt Build qua nhiều năm liền, năm 2009, 2010, 2011 và 2012. Sản phẩm cửa UPVC SH Window đã được Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn cửa nhựa Việt Nam TCVN 7451-2004. Các chứng nhận, cúp vàng cùng nhiều bằng khen mà SH Window đã nhận được trong thời gian qua đã minh chứng cho những nỗ lực và đóng góp không ngừng của mình. Huy chương vàng, cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam, v.v. Sản phẩm cửa nhựa SH Window trượt em đóng ở nhẹ nhàng. Đặc biệt khi chúng ta đóng cửa thì độ kín khít rất là cao, cho nên khả năng cách âm cách nhiệt rất là tốt. Chúng tôi hài lòng với sản phẩm cửa nhựa SH Window này. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, tận tụy, tâm huyết với nghề, chắc chắn sẽ đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm hoàn thiện về chất lượng và mẫu mã.
với giá thành cạnh tranh hợp lý nhất. SH Window tự hào luôn đem đến sự hài lòng và chính sách hậu mãi chu đáo nhất cho quý khách hàng. SH Window, sự lựa chọn hàng đầu cho công trình của bạn.